To Be. Thùy Dương rất vui khi được gặp lại quý vị trong số phát sóng lần này. Quý vị và các bạn thân mến, hầu hết mọi người đều sống trong một ngôi nhà nhìn rất là phổ biến hoặc là có thể tìm thấy trên khắp thế giới, có thể là biệt thự hoặc là một ngôi nhà cấp 4. Nhưng có một số ít người lại thích phá vỡ quy tắc luật lệ để xây dựng nên những ngôi nhà khác thường và kỳ lạ. Hàng xóm thì có thể cười nhạo họ, nhưng điều đó không có nghĩa gì với những người sáng tạo này. Xét cho cùng thì chủ yếu chỉ là sự đố kỵ. Thế nhưng những người đó nhìn vào trong những ngôi nhà này thì họ thật sự bất ngờ với những thứ nằm bên trong. Thôi, Thùy Dung sẽ không nói nhiều nữa. Hãy cùng với Thùy Dung tận mắt chứng kiến một số những ngôi nhà khác thường và kỳ lạ trên khắp thế giới nhé. Mời quý vị cùng đến với video ngày hôm nay. Những ngôi nhà khác thường và kỳ lạ. Một, nhà vô hình. Bạn có ước mơ có một ngôi nhà trên cây như khi còn bé không? Người Thụy Điển đã lấy cảm hứng từ ý tưởng này và tạo ra khách sạn phức hợp trên cây, tạo ra một số những ngôi nhà tiện nghi trên cây, nơi bạn có thể ở như trong khách sạn. Căn phòng kỳ lạ này được gọi là khối gương, là một nơi ẩn nấp đáng ngạc nhiên, nép mình giữa những tán cây và ngụy trang với những tấm gương phản chiếu xung quanh. Những khu rừng xung quanh được nhân đôi trên những bức tường gương khiến nó gần như là vô hình. Nếu bạn lo lắng về những con chim có thể đâm vào ngôi nhà vô hình của mình, thì bạn không cần phải lo lắng thêm nữa vì khách sạn đã được bao phủ bởi một tấm gương phim hồng ngoại. Loài chim có thể nhìn thấy loại phim này trong khi chúng ta chỉ nhìn thấy nó là một tấm gương bình thường mà thôi. Nhà trên cây chỉ có thể vào bằng cầu thang dây độc đáo này. Trong phòng có giường đôi, trong phòng tắm nhỏ và sân thượng. Bên trong khối gương được trang trí bằng gỗ dán bạch dương, 6 cửa sổ ở các hướng khác nhau của căn phòng mang đến một cái nhìn tổng thể tuyệt vời. Đây là ngôi nhà trên cây lý tưởng cho người lớn. Trong trường hợp bạn cảm thấy nhàm chán khi ngắm những con chim và sóc, bạn có thể kết hợp với wifi miễn phí. Hai, nhà trên sông. Sau khi nhìn thấy ngôi nhà này, những người hướng nội hoặc là những người sống ở các thành phố lớn và mệt mỏi với tiếng ồn ào có lẽ sẽ mơ về nó vào ban đêm. Ngôi nhà gỗ khác thường này được xây dựng trên một tảng đá nhô ra khỏi mặt nước ở giữa sông Drina ở Serbia. Thoạt nhìn có vẻ như ngôi nhà bị dòng nước cuốn trôi vì một trận lũ lụt hay là một cơn bão nào đó, vì không ai có thể nghĩ rằng sẽ xây được một ngôi nhà trên một tảng đá. Tuy nhiên thì ngôi nhà đã được xây dựng vào năm 1968 bởi một nhóm bạn cho kỳ nghỉ hè của họ. Họ thường đến nhà bằng cách bơi bất chấp dòng chảy nhanh và mạnh của Drina. Lúc đầu họ xây dựng một loại lán trên đảo, nhưng sau đó họ nảy ra ý tưởng xây dựng một ngôi nhà. Các tấm ván lớn chỉ đơn giản được thả xuống hạ lưu, phần còn lại của các vật liệu được chở bằng thuyền và sau một thời gian thì ngôi nhà đẹp được xuất hiện trên đá. Sự dao động của mực nước đã phá hủy ngôi nhà nhiều lần, nhưng nó luôn được xây dựng lại vì nó đã trở thành một trong những điểm thu hút du lịch của địa phương nổi tiếng trên toàn thế giới. Và tất cả là nhờ Ine Becker, người đã chụp một bức ảnh về ngôi nhà Drina vào năm 2012. Bức ảnh của cô đã được trang web National Graphics chọn là bức ảnh đẹp nhất trong tháng 8 năm đó, và kể từ đó, nơi này đã được các khách du lịch yêu thích ghé thăm. Ba, nhà trên mái nhà. Bạn sẽ làm gì nếu bạn muốn xây dựng một ngôi nhà trên đỉnh núi trong mơ của mình? Và bạn không có nơi nào để làm điều đó. Một người đàn ông Trung Quốc tên là Sang Lin đã tìm ra một cách rất đặc biệt để biến giấc mơ của mình thành hiện thực. Anh đã quyết định xây dựng một biệt thự của mình trên nóc nhà của chung cư ở Bắc Kinh. Lần đầu tiên mua một căn penthouse và trong vòng 6 năm, anh đã mang hàng tấn đá và đá vụn lên sân thượng để tạo ra một ngọn núi nhỏ trên đỉnh. Cuối cùng, anh đã xây dựng một ngôi nhà trên đỉnh núi, ở đỉnh của tòa nhà. Nhưng Lin thậm chí không nghĩ đến việc xin giấy phép xây dựng. Cư dân của tòa nhà liên tục phàn nàn về tiếng ồn và các mảnh vỡ phát ra từ công trường. Ngoài ra còn có những vết nứt trên tường, mái nhà bắt đầu vỡ vụn. Kết quả là các căn hộ đã bị ngập khi trời mưa nên được lệnh phá hủy biệt thự của mình vì nó đã gây ra mối đe dọa cho sự an toàn của tòa nhà do sức nặng của những viên đá. Nó có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. 4. Nhà dưới lòng đất. Phần lớn dân số của Úc sống trên bờ biển, gần nước và cây cối, nhưng có những người không ngại định cư trên sa mạc. Tuy nhiên thì sức nóng ở đây không thể chịu đựng được, có bão cát và thậm chí là không có bóng râm. Vậy làm thế nào một người có thể sống được trong những điều kiện này? Người dân tại Cobber Prairie, nơi đã khai thác đá quý Opa, có câu trả lời
người dân địa phương đã xây dựng những ngôi nhà ở dưới lòng đất trong hơn một thế kỷ qua. Đây là cách mà họ đã giữ nhiệt độ trong nhà trong khoảng 22 độ C mà không cần sử dụng đến điều hòa. Tất nhiên, bạn có thể tìm thấy những ngôi nhà thông thường khi sử dụng công nghệ hiện đại của Cooper Paddy. Tuy nhiên, thì nhiều người dân địa phương vẫn thích những ngôi nhà ở dưới lòng đất. Ngôi nhà tiêu chuẩn với 3 phòng ngủ, 1 phòng khách và 1 phòng tắm có thể được đào trên một sườn đồi với mức giá tương tự như một ngôi nhà bình thường và bạn sẽ không phải có chi phí cho điều hòa. Sau khi thành phố trở nên phổ biến đối với khách du lịch, ngay cả các khách sạn cũng ở dưới lòng đất với những tiện nghi đã được xây dựng. Năm, nhà trên mặt nước. Khi cặp vợ chồng nghệ sĩ người Canada này nhận ra rằng họ sẽ không bao giờ kiếm đủ tiền để mua một ngôi nhà cho nghệ thuật của họ, họ đã quyết định xây dựng một ngôi nhà bằng chính đôi tay của họ. Kết quả là một ngôi nhà trên đảo độc đáo được bao quanh bởi một khu vườn. Ngôi nhà nổi được tạo ra bởi Kerry King và Gwenne Adam và biết đến với cái tên là Freedom Cove, tạm dịch là Vịnh Tự Do. Nó nằm trên một hồ nước thuộc tỉnh của British Columbia của Canada, phải mất 45 phút đi bằng thuyền từ thành phố gần nhất đến nơi nhà trên mặt nước. Gwenne tự hào vì đã xây dựng được một ngôi nhà chỉ bằng cưa và búa mà không có sự trợ giúp của một dụng cụ bằng điện bắt đầu vào những năm 1990. Hiện tại thì đã có 12 ngôi nhà nổi được kết hợp với nhau. Các phòng được sơn những màu sắc sáng tạo khác nhau, nó có một khu vườn, một xưởng điêu khắc và một phòng trưng bày nghệ thuật, thậm chí có một sàn nhảy, thêm một ngọn hải đăng và cũng như một vòi hoa sen. Vịnh Tự Do là một ví dụ tuyệt vời về cuộc sống thân thiện với môi trường. Chủ sở hữu đã tái chế tất cả các chất thải của họ, tự trồng được thực phẩm và nuôi cá. Vào mùa hè, họ uống nước từ các thác nước, từ tuyết và nước mưa vào mùa đông và điện được cung cấp bởi các tấm pin mặt trời. Sáu, thị trấn của người Hobbit. Một ngôi nhà sinh thái và rất khác thường có thể được tìm thấy ở Wales, Jami và Siom Dale đã tạo ra một ngôi nhà Hobbit thực sự. Mặc dù kế hoạch ban đầu của họ chỉ đơn giản là xây dựng một ngôi nhà thân thiện với môi trường, ngôi nhà độc đáo sẽ là sự ghen tị của bất kỳ người Hobbit nào, được xây dựng chỉ trong vài tháng. Simon và bố vợ của anh ta đã phụ trách dự án và khoảng 1.000 người đã đến để giúp họ. Cuối cùng thì họ rất vui vì xây dựng xong một ngôi nhà và xây dựng được ngôi nhà tương tự trong khu vực. Simon Dale hiện đã phụ trách rất nhiều dự án giúp người khác biến ngôi nhà của họ thành một trong những câu chuyện cổ tích. Simon và Zatmai ăn những loại thực phẩm mà họ tự trồng và họ hoàn toàn hạnh phúc. 7. Nhà trên máy bay. Bruce Campbell sống trên một chiếc máy bay, không phải là một diễn viên và đó không phải là một bài phát biểu. Bruce Campbell, một kỹ sư người Mỹ 69 tuổi đến từ Hillsboro, Oregon, đã mua một chiếc Boeing 727-200 cũ với giá $1,000 trong vòng 15 năm trước và biến nó thành ngôi nhà mơ ước của mình. Dĩ nhiên, Bruce phải rời khỏi chỗ ngồi để xây dựng phòng ngủ và phòng làm việc bên trong chiếc máy bay. Ngoài ra, anh đã chuẩn bị bữa sáng và bữa tối trong bếp của khu phi hành đoàn cũ. Campbell phải hiện đại hóa phòng tắm cũ và lắp vòi hoa sen. Tuy nhiên, không phải ai cũng được coi việc sống trong một ngôi nhà như vậy là đặc biệt ấm cúng, bởi vì sau tất cả, nó chỉ là một chiếc máy bay. Không ai sẽ trang trí phòng khách của họ như một chiếc máy bay, phải không? Nhưng Bruce không đồng ý vì nhà anh ta phải thực sự thoải mái. Nhiều người ghé thăm Bruce để xem và chiêm ngưỡng ngôi nhà khác thường và anh ấy thích sắp xếp các tour du lịch cho khách của mình để vào trong ngôi nhà máy bay. Bạn phải đi lên cầu thang ở cuối máy bay, nơi này được bao quanh bởi một bãi cỏ gọn gàng thường xuyên được chủ sở hữu cắt tỉa. 8. Nhà thuyền. Ở miền Nam nước Anh, phía tây của Sussex, có một ngôi nhà nổi, đôi khi trông giống như một trong những ngôi nhà đã bị mắc kẹt trong bùn bởi thủy triều. Nhưng những chiếc thuyền này được làm từ các phụ tùng của tên lửa và máy bay cũ khiến tất cả đều độc đáo. Nhà thuyền ở đây không giống với bất kỳ các loại nhà thuyền nào trước đây. Hamish McEnroe, nổi bật giữa mọi người, người phục chế nhà thuyền này đã kết hợp sự sáng tạo và tình yêu của mình để tạo ra một ngôi nhà thật sự đáng chú ý, hay đúng hơn là một ngôi nhà vì Hamish sở hữu 7 chiếc thuyền.
Ông ta dùng lò vi sóng làm hộp thư, ông ta có thể chơi nhạc bằng một thanh kiếm và người khác sẽ gọi ông ta là kẻ lập dị. Hamid chuyển đến đây đã hơn 30 năm trước khi ông ta đang sống trên đường phố. Những người bạn đã kể cho ông ta về những chiếc thuyền và ông ấy đã rất hào hứng với ý tưởng sống trong một ngôi nhà nổi. Bây giờ Hamid có mọi thứ ông ấy mơ ước và ông ấy đã thực hiện những giấc mơ của rất nhiều người. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Hy vọng những ngôi nhà trên sẽ tạo cho bạn được cảm giác, cảm hứng, tạo nên những ngôi nhà khác thường mà bạn đang sống nhé. Đừng quên ấn vào nút like, nút đăng ký kênh và quả chuông thông báo ngay bên cạnh để cùng cập nhật những video mới nhất từ kênh Khám Phá 2B. Cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại!